Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình lập một cái team đen thui thui lùi luôn. Sip Black. Nào là mỹ nhân, diễn viên tạp kỹ, lính thuê. Và mình trong vai Hương Sư. Lâu lâu phải có một chút gọi là màu mè một tí cho nó có thay đổi cái video clip của mình, nó có gì đó nó khác biệt hơn. Và các bạn cũng đã biết là màu đen nó mang rất là nhiều ý nghĩa về mặt tích cực lẫn cả mặt tiêu cực tùy theo mỗi người dùng. Giả sử như là các bạn đi một cái xe máy màu đen các bạn thấy rất là đẹp đúng không? Nhưng đối với một số người màu đen nó lại là xui xẻo. Màu đen nó cũng là một cái chủ đề được khai thác rất là nhiều trong những bộ phim kinh dị nổi tiếng. Chẳng bao giờ mà ma nó xuất hiện ban ngày cả, nó toàn xuất hiện ban đêm thôi. Mấy con ma nó rất là khôn. Và theo như bên châu Á của mình thì thường thường là những cái oan hồn, những con ma, những cái vong đó nó sẽ sợ ánh nắng mặt trời, nó không dám ra ngoài. Nó chỉ xuất hiện ở ban đêm thôi. Và thường thường là những cái nhà mà rao bán trong những cái bộ phim mà họ tới họ mua, dù là đã cảnh cáo là có những cái điều gì đó nó không ổn định, nó không có được an lành hoặc là bảo đảm an toàn ở trong cái nhà này rồi, nhưng mà vẫn cứ mua, vẫn cứ dọn dẹp cho nó sung sướng cuộc đời đi. Xong rồi cứ đến tối bắt đầu ghế kêu, mèo kêu, tivi tự nhiên bật lên, lâu lâu rồi có bóng người đi qua đi lại, rất là nhảm. Gặp như mình chạy 8 kiếp rồi. Xong rồi bị ma đuổi ma dí cứ ở trong nhà vậy. Ở trong nhà đóng cửa, đóng đồ, đóng nẻo linh ta linh tinh. Trầm cảm kinh khủng luôn. Eo ơi, thanh niên cai được 5 giây ngồi ghế mất. Chán ghê luôn. Ủa hình như bà An đi qua đây, bà An đi qua. Ui. Trời ơi, mình bấm không kịp nước hoa luôn á. Đúng ngờ đâu, né vào tường thế rồi nhảy vẫn trúng. Trời, hên quá. Phải chi mà bà An này bà mặc cái bộ mặc định thì là đẹp rồi. Tự nhiên đi mặc cái bộ xanh xanh ý. Mặc ý như cái con búp bê thủy tinh mà bị bỏ đi. Nhìn nó dị nữa. Không thể nào yêu thương được. Cũng được cái là mình mang nhánh 9 giờ, cho nên là các bạn thấy tốc độ chạy rất là nhanh. Cứ mỗi lần chúng ta chạy xong là sau một khoảng thời gian nó lại hồi cái tốc chạy đó, chúng ta lại tiếp tục chạy nhanh. Perfect. Ủa, như không đuổi mình nữa à? Chán rồi. Thôi mình sửa nốt cái máy cho nó xong. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 và mình xin chúc tất cả các bạn nữ sẽ có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Và bạn nào may mắn thì sẽ được người thân tặng quà. Và cũng chính vì hôm nay là ngày 8 tháng 3, mình sẽ chọn một nhân vật có tên là Hương Sư để có thể làm một món quà dành tặng cho các bạn. Các bạn xem giải trí với một team Sip Black. Rồi, diễn viên tập kỹ lên lần thứ hai rồi. Và cũng hy vọng là các bạn sẽ nhận món quà của mình. À, của ít lòng nhiều. Chủ yếu là mang một cái tinh thần, giá trị tinh thần thôi, chứ không mang tính giá trị vật chất. May quá, bạn A này bạn không có cam ghế cho nên là có cơ hội để cứu bạn diễn viên tập kỹ rồi. Đỡ tủi thân. Chứ bây giờ thì cái nhánh 6 giờ mình không có mang. Nếu mà mình đi cứu thì khá là bóp tim. Ui dồi ôi, ông ấy sợ, ông chạy. Heo heo cái đi cứu cái nào. Chị Thương để đi cứu, Hương Sư cự chị Thương đồ lâu lắm. Thôi chạy đi không nó vào đó. Trời ơi, liều mạng ghê á. Tại vì bây giờ mà ông tập kỹ này mà ông lên ghế lần nữa là ông bay màu chắc luôn. Bà A này vẫn không cầm ghế. Rất là dân chơi. Rất là dân chơi và chịu chơi. Rồi, mình sẽ đi đỡ cho bạn này. Ôi chết rồi, giật ngu. Giật ngu. Trời ơi. Giật nước hoa hơi bị ngu, hơi bị thốn. Khổ dễ sợ. Khiếp, làm gì mà canh máy mà xài luôn cả cái dịch chuyển phí dữ trời. Cái bà búp bê sứ này. Tiếc quá, bà này mà mang bộ đồ đen thì đúng cái tim đen thui thừa lùi luôn. Ha. Oh my god.
cái bắn sỏ phí thế. Ôi dồi ôi, dính luôn. Thôi quả này hỏng rồi. Chợ nó dí mình. Nó dí mình trong niềm tin, trong một tình yêu khao khát cháy bỏng. Lúc đây luôn, lòng biếng bỏ quá. Hy vọng là nó không biết mình ở đây. Đừng thấy em, đừng thấy em. Đừng có thấy em ở đây nha chị ơi. Ôi đừng có thấy. Trời ơi, nó đi qua đó rồi. Xong nó còn vòng lại nữa, xui quá. Trời buồn ghê. Quả đấy không thấy là ngon rồi. Thấy tiếc. Khiếp nhìn cái mặt kiểu chán ghê. Y như là bị đòi nợ nhiều đít là đâm ra trầm cảm ấy. Chúng ta sẽ lại được lực lượng đi cứu. Tập trung giải mã máy đi, còn đúng một cái thôi. Ui ơi, mèo kìa. Cố gắng đừng có dính mèo nhé. Úi giời, vừa nói xong vừa nói xong dính luôn con mèo. Bựa vãi. Ôi cái máy này lâu thế. Heo heo cho mình đi, để mình đi cứu lính thuê. Sắp tới thì cũng đã chuẩn bị có một nhân vật survival mới rồi. Mình thấy dạo này NE nó cứ kiểu cho nhân vật dồn dập ra ấy. Không hiểu lý do là vì cái gì. Trước kia cũng vậy, rất là tốn tiền con dân luôn. Và tương lai khoảng 4-5 năm nữa là mình nghĩ cái game này nó cũng sẽ ra mấy chục nhân vật, bên phe ác lẫn phe thiện. Mà kể ra thì họ cũng rất là thông minh, kiểu như họ ngồi họ sáng tạo ra những cái skill. Rồi là tạo hình của nhân vật, nó rất là hay, công nhận rất là hay luôn. Ố, sao bốn người tập trung đầy đủ đây rồi, An lạc loài đâu rồi? Tự nhiên giờ bốn đứa tập trung đây sửa cái máy, nó rất là buồn cười, thường thường là phải đi đuổi một đứa. Má ơi là má, bó tay luôn. Ui, xong đến nơi còn nổ máy, bó tay. Cố lên, cố lên. Rồi, dính mèo rồi, dính mèo rồi. Thời khắc quyết định sắp tới rồi. Chạy thôi, không là nó nhảy là choáng á. Ui, nổ máy. Rồi, 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 chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy hết ra bên kia đi. Rồi, ôi dồi ôi, mỹ nhân. Di chuyển lực lượng hết sang bên kia. Đừng có ở bên đấy, gục đấy. Thì mà lại heo cho mỹ nhân coi được không? Chứ bỏ đi cũng kỳ. Một chút thôi, một chút thôi. Ôi, lâu thế. Không thể cứu được rồi. Giờ không biết mấy bạn kia đang ở đâu hết rồi. Nó cứ giờ mắt đỏ hơn tơ, đỏ nó cứ nát nát. Nó bấy nhầy giống như tương bần luôn á. Để xem dịch chuyển không để mình đi cứu. Ủa ơi, xài mèo check map kìa. Ủa sao không dịch chuyển đi, cứ đi cam ghế, bực ghê luôn. No, mình không ngu như hồi nãy đâu. Mình không ngu như nãy đâu, ngu một lần thôi. Tự nhiên giờ ngu đi giật bóng lại là sao? Không không, mình nói say no với điều đó. Rồi tao kỹ ra chị thương cho lính thuê đi. Để đưa cái cổng đây, đưa cái cổng đây. Úi dồi ôi. Đùa trời. Khổ ghê. Trời ơi, vậy là mỹ nhân không ai cứu được rồi. Hunter nó có mắt đỏ xong kiểu nó, nó giống y như là thách thức ấy. Bảo bố chúng mày lại đây, bà chém phát chết luôn. Kiểu vậy. Cố lên, sắp mở được cổng rồi, một chút nữa. Trời ơi. Còn một tí nữa thôi à. Ok, mình lại ra tiếp. Ôi, quần què vẫn cam cổng. Đi ra cho khác chơi đi, bà nội. Nó tạo cái con mèo ở ngay cái cổng kia. Thông minh đấy. Quá thông minh. Rồi, cổng mở rồi, cổng mở rồi, cổng mở rồi. Từ từ, từ từ nhá, mình sẽ đi vòng. Mình sẽ đi vòng. Hy vọng lính thuê đừng có chết.
không biết lên ghế mấy lần rồi, hết mắt đỏ rồi, hết mắt đỏ rồi. Cố lên lính thuê. Hình như mới lên ghế một lần, hai lần rồi, bị lên ghế hai lần chết rồi, trận đời đấu này hòa rồi. Ô vùng vẫy được kìa. À hay, hay lắm. Trận đấu này thắng chắc rồi, thắng là thắng là thắng rồi. Úi giời, hey you. Oh, your skin so ugly. Ew, my skin so beautiful. Một pha vùng vẫy rất là hay của nhân vật lính thuê đã câu lại cái trận đấu từ hòa thành thắng này của mình. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip lần sau. Một lần nữa chúc các bạn mùng 8 tháng 3 thật là vui vẻ nha.